Chào anh em nhá. Giới thiệu anh em đây là cây thanh hương nhá. Gốc siêu khủng luôn. Quá to. Vành tầm 400. Chấp nhận để em nó lại với thiên nhiên thôi. Không thể đánh được. Quá to. Đây lá đây. Rất thơm luôn. Chịu đấy. Trên đỉnh núi luôn, không thể đánh được. Lá rất thơm. Anh em nào có khả năng đánh được thì gọi cho mình. Mình dẫn đến tận nơi luôn. Không hề kẹt đá một tí nào luôn. Cắt dễ là ra được. Nhưng mà quá to không thể nâng ra được. Tay cảnh rất đẹp luôn. Mình nghĩ là ở đây không có nhưng mà vẫn có. Rất đẹp, lá rất thơm.